Trước thông tin về việc nhà chức trách hàng không Pakistan phát hiện hơn 250 phi công Pakistan dùng bằng lái máy bay giả mạo và để đảm bảo tuyệt đối an toàn hàng không, ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã có chỉ đạo nóng về việc rà soát đánh giá lực lượng phi công người nước ngoài đang làm việc cho các hãng hàng không của Việt Nam. Đáng chú ý, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam phải thực hiện việc rà soát và cấm ngay nhiệm vụ bay của toàn bộ các phi công mang quốc tịch Pakistan. Phi công người nước ngoài đang làm việc cho các hãng hàng không của Việt Nam sử dụng bằng cấp chứng chỉ nghi vấn giả mạo do Pakistan cung cấp. Rà soát tạm dừng nhiệm vụ bay đối với các phi công mang quốc tịch Pakistan đang làm việc cho các hãng hàng không Việt Nam để kiểm tra tính xác thực của bằng cấp chứng chỉ. Rà soát xác minh tính xác thực đối với bằng cấp chứng chỉ của tất cả các phi công người nước ngoài đang làm việc cho các hãng hàng không Việt Nam và xử lý đối với các trường hợp có dấu hiệu sử dụng bằng cấp chứng chỉ giả mạo.